Đằng kia, đằng kia có trứng của loài đại bàng núi vô cùng quý hiếm và rất là ngon. Hả? Hả? Bên trong kia còn có thêm hai trứng nữa kìa. Hôm nay là sinh nhật của con sư tử cái nhà mình, mình phải chuẩn bị thịnh soạn, nếu không nó lại giận dỗi mình 7 ngày 7 đêm không cho mình ngủ chung thì mình chết mất. Khó, chết mẹ mày rồi con. Được rồi, về nhà nấu một món trứng đặc biệt thôi. Đây. Hả? Tên con người tiền sử kia, đừng đi vội, hãy lại đây. Nơi vắng vẻ hoang vu này cũng có tiếng của con người nữa à. Nhưng rõ ràng ngoài vợ mình ra, mình chưa bao giờ thấy một người tiền sử nào khác cả. Ủa, có thấy ai đâu ta? Ta ở bên trong cái cơ quan này. Hãy lại đây, nhấn vào cái nút đó, ta sẽ ban cho ngươi một nguồn sức mạnh. Hãy làm đi, nhanh lên. Hả? Ta đẹp trai, chứ ta không có bị ngu đâu nha. Ngươi đừng có dụ ta. Ta là người tốt, ta không có hại ngươi đâu. Hãy mau ấn vào cái nút đỏ đó đi, ta sẽ giúp thế gian này tốt đẹp hơn, nếu không ngươi sẽ phải hối hận đó. À, được rồi. À, cái gì vậy, ánh sáng gì vậy? Trời đất ơi, người của tôi sao toàn là nước thế này? Không, mau thoát ra khỏi người tôi đi, thoát ra đi. Hãy bình tĩnh lại đi, nghe ta nói. Ta là một vô thể Ultraman Ago. Ta tồn tại dưới dạng năng lượng. Và ta sống ở trái đất này từ rất lâu, với mệnh lệnh bảo vệ hành tinh này phát triển. Nhưng dạo gần đây ta thấy có một thế lực hắc ám đang muốn phá hủy hành tinh này. Do đó ta đã thức tỉnh và đi tìm chủ thể mới. Đó chính là ngươi đó. Không, ta không tin những gì ngươi nói đâu. Ngươi vừa mới lừa ta, bây giờ ngươi muốn lừa nữa để chiếm lấy cơ thể này chứ gì? Nếu ngươi không chịu ra ngoài thì ta sẽ tự tử, ta với ngươi sẽ chết chung. Ngươi hãy thử tự tử đi, coi ngươi có chết được hay không. Ta tồn tại dưới dạng năng lượng là nước, đã bao phủ khắp hoàn toàn cơ thể của ngươi rồi. Bây giờ ngươi không khác gì một người siêu phàm. Thứ gì nữa đây? Không, lũ sư tử đầu chim. Nào, tên con ngươi hãy bình tĩnh lại. Hãy tích lũy năng lượng ở bàn tay phải ngươi rồi sau đó ném ra. Nó sẽ tạo thành những quả bom sóng biển cực kỳ sát thương. Wow, mạnh quá. Không lẽ, ngươi nói những gì đều là sự thật hay sao? Ngươi thật sự là một cái vô thể gì đó đến đây để bảo vệ trái đất này. Đúng vậy, ta là vô thể Ultraman Ago. Ta tồn tại dưới năng lượng của sóng biển như thế này đây. Được rồi, ta sẽ mượn cơ thể ngươi làm chủ thể để tiêu diệt thế lực bóng tối muốn phá hủy hành tinh này. Nhưng trước tiên, ta cần phải đánh thức sức mạnh hoàn toàn của mình cái đã. Hãy tới bờ biển, tìm một con thủy quái thật lớn để ta hút sức mạnh của nó. Được rồi. Chào các bạn, hôm nay tôi là một người tiên sứ bình thường thôi. Trong lúc đi kiếm thức ăn cho vợ, đột nhiên tôi đụng phải một cơ quan. Từ trong cơ quan đó, một ánh sáng kỳ lạ đã bao trùm lấy cơ thể của tôi, khiến người của tôi hoàn toàn. Sau đó, từ trong cơ thể của tôi đã xuất hiện một cái giọng nói thứ hai. Hắn bảo hắn là vô thể Ultraman Ago, đến từ ngoài hành tinh, tới đây để hòng muốn bảo vệ trái đất. Ban đầu tôi tưởng hắn là một tên lừa đảo, định chiếm lấy cơ thể của tôi làm chuyện sầm bậy, nào là bắt cóc con nít hoặc là dê bà già chẳng hạn. Nhưng mà một hồi sau, tôi cảm nhận cái thứ vô thể kỳ lạ đó, nó không lừa gạt và làm chuyện xấu gì cả. Nó chỉ muốn mượn cơ thể tôi để giúp đỡ trái đất này mà thôi. Tôi cũng nhanh chóng làm theo những lời nó nói, chạy ra bờ biển và tìm một con thủy quái khổng lồ. Làm tốt lắm, tên con người tiên sứ. Nào, hãy nhanh chóng tích tụ năng lượng ở bàn tay phải và ném ra giống như hồi nãy đi. Hãy làm cho nó yếu đi, tạo sát thương lên người của nó, để ta bắt đầu hút lấy năng lượng của thủy quái, năng lượng của biển cả. Sau đó, ta sẽ nâng khả năng giới hạn sức mạnh của mình lên. Tôi đang cố gắng hết sức đây. Ông mau, hút lấy năng lượng của nó đi. Ta biết rồi.
vào người tớ nào. Sức mạnh của thi quái cuối cùng cũng đã được rồi. Wow, wow, gì, gì vậy nè? Đây chính là cơ thể thật thụ mà khi ta kết hợp với lại chủ thể của mình. Bây giờ ta đã có được toàn bộ sức mạnh rồi. Người hãy nhanh chóng di chuyển tới chỗ một thứ hắc ám đây muốn phá hủy anh tính đây. Chúng ta kết thúc hắn, rồi sau đó ta sẽ thoát ra khỏi cơ thể của mình. Thật không ngờ lần này cơ thể tôi lại được thay đổi. Tôi được phủ bởi một cái lớp áo da màu trắng xanh, một cái mũ che kín mặt. Đồng thời người của tôi cao lên rất là nhiều. Ôi trời đất ơi, lúc này chắc có vẻ tôi cao cũng vài 30-40 mét vậy. Tôi cũng nhanh chóng nghe theo lời của cái thứ vô thể trên người mình, tiến thẳng về phía trước. Lúc này chúng tôi gặp những chướng ngại vật là những con quái thú to lớn. Bọn chúng người đây rực lửa đang tàn sát tất cả những sinh vật vô tội ở đây. Hả? Không lẽ bọn chúng chính là thế lực hắc ám đang muốn phá hủy hành tinh này? Chết đi, chết đi! Không đơn giản như vậy đâu. Lũ này chắc có lẽ chỉ là tay chân của hắn mà thôi. Thế lực hắc ám đó đang tồn tại ở phía trước kìa. Nhanh chóng tới đó đi. Hả? Còn có kẻ mạnh hơn cái lũ này nữa à? Được rồi, được rồi, tôi sẽ cấp tốc tới đó ngay. Tôi chạy rất nhanh, chạy rất nhiều giờ đồng hồ. Cuối cùng tôi đã tới được một khu vực nơi đây có vẻ nhiệt độ tăng lên rất cao. Chắc chắn là do thứ hắc ám đó gây ra rồi. Hả? Nhìn kìa, nhìn kìa, phía trước mặt của chúng ta chính là hắn. Nào, chủ thể con người, hãy nhanh chóng tới đó kết thúc hắn thôi. Cái gì? Hắn chính là thế lực hắc ám muốn phá hủy hành tinh này à? Nhưng mà so với chúng ta, hắn to lớn quá à. Đừng sợ, tiến lên đi, khô bảo với hắn. Nếu để hắn lộng hành thì chắc chắn cả trái đất này sẽ chết mất. Rồi con của ngươi sẽ bị thằng khác xài, vợ của ngươi sẽ bị thằng khác xài. Tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi đang cố gắng đây. Hắn cứng quá, cơ thể của hắn không bị tan vỡ. Chết tiệt, phải làm sao đây? Hả? Trời đất ơi, mém nữa, bị hắn giảm bẹp rồi. Cũng may văng ra ngoài. Chết tiệt, quay lại đó nào. Ngươi phải cố gắng tìm ra điểm yếu của hắn, kết thúc hắn. Hả? Nhưng mà đừng như vậy gì, cố hết sức đi. Nếu không ta và ngươi cũng sẽ chết luôn đó. Hả? Khoan, hả? Dừng lại, tới chỗ cái thứ kỳ lạ kia đi. Được rồi. Sao sinh vật gì mà cơ thể của nó toàn là sắt thép thế kia? Tôi cũng không biết thứ này là loại gì nữa. À đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Mấy tháng trước tôi cũng đi kiếm thức ăn thì vô tình phát hiện những sinh vật rất kỳ lạ từ những chiếc đĩa bay trên trời rơi xuống. Sau đó bọn chúng đã lắp ghép và tạo thành những vật thể giống như loài khủng long tại trái đất, nhưng không thành công. Rồi sau đó bọn chúng bỏ đi mất. Hả? Không lẽ bọn chúng là lũ người ngoài hành tinh? Hay lắm, đột nhiên ta nhìn thấy lũ sắt thép này, ta lại có một suy nghĩ. Nào, người hãy nhanh chóng di chuyển gần cái thứ này đi, sau đó phá vỡ nó ra thành từng mảnh, ta sẽ lắp ghép vào người của ngươi. Cái gì? Ông định bày trò gì nữa đây? Ngươi đừng nhiều lời nữa tên người tiện sử, hãy ghi theo lời của ta đi. Wow, đẹp quá, ngầu quá. Cũng may ta còn nhớ kỹ năng lắp ghép tạo ra robot khổng lồ của bộ tộc Ultraman bọn ta. Được rồi, bây giờ ngươi đã có được một cơ thể mới toàn diện mạnh mẽ hơn. Nào, tiến thẳng về phía trước, kết thúc thứ ám đó nào. Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, và cuối cùng cơ thể tôi lại được vô thể Ultraman kia biến đổi một lần cuối cùng. Lần này thì tôi trở nên khổng lồ hơn, chắc cũng phải trên 100 mét, với những cơ bắp và máy móc, còn có cánh nữa chứ. Trên tay là hai thanh kiếm bằng nước rất cứng cáp, tạo ra sát thương vô cùng mạnh. Tôi lao như tốc độ bàn thờ tới chỗ của quái vật hắc ám đầy nham thạch kia, chém nhiều phát vào trong cơ thể của nó.
nó bắt đầu lùi dần, cơ thể nó bắt đầu rơi ráp từng mảnh nham thạch. Đúng rồi, vậy là nó bắt đầu có cảm giác bị thương rồi. Trên kia tên con người, ta thấy điểm yếu của nó rồi. Ngay chỗ bụng của anh có một cái lỗ rất sâu, hãy chém vào đó, chắc chắn cơ thể của nó sẽ bị tan xác. Hả? Tôi biết rồi. Ai? Chết đi, thưa ác quỷ hắc ám, ngươi đừng hòng muốn phá hủy hành tinh này. Hay lắm, thứ đó biến mất rồi kìa. Tốt lắm tên con người. Được rồi, đến lúc ta quay về hành tinh của mình để báo cáo nhiệm vụ. Bây giờ ta sẽ trả lại cơ thể cho ngươi. Tôi trở lại bình thường rồi. Hay quá, thôi chết mẹ rồi, trễ sinh nhật của con vợ mình rồi, về nhà thôi.